Top 1 được không? Có được. Bây giờ nếu mà muốn top 1 á, thầy chỉ đánh một bài một thôi. Đó là siêu thú 5 tiền. Siêu thú xây 5 tiền. Pin cao anh em à, pin cao. Mới vô là thầy không có lấy đồ, thầy lấy tướng. Thầy lấy tướng để thầy đét. Thầy lấy cái tướng ngay cái bài guột của thầy. Siêu thú á, mà ra được ba siêu thú sớm nha. Với cây cột gì đó, cây siêu lừa á. Siêu thú siêu lừa sớm á, là bao phê luôn. Có nhiều lựa chọn quá. Ba ghê gớm. Anh em xem thầy thi chuyển cái đội hình này nè. Cái meta này lên 5 tiền rồi luôn. Cái này ngon, nhưng mà cái này ngon hơn á. Cái này là nó giúp mình ngon hơn á. Cái này ngon nè. Nãy mình cho con đờ ga ven nè. Phải cho con đờ ga ven mới đúng á. Quá dở quá non. Phải là cho con đờ ga ven. Phải là cho con đờ ga ven mới là chứng đúng chỉ. Cũng được, cho siêu thú cũng được, cho nó giết đi con đờ ga ven, nó chuyên gia nó bị cho con đờ ga ven nó bị nó đánh đó. Nó đánh là mắc mắc đi siêu thú đó. Nó kết thúc mắc siêu thú không, nó kết thúc mắc siêu thú. Vơ lên vội anh em, lên vội. Không cần bò đâu, bài này mình không cần bò đâu. Cần này cho tăng mana cho nó ra nhiều tí. Ok. Đúng quy trình rồi đó. Năm cộng thông đạo đúng rồi. Đẩy máu lobby cho em cho nó sợ nó không kịp thời gian nó trời ơi. Nó chỉ cần ra mid for sớm thôi là tụi nó
Ra before sớm là tụi nó mệt. Siêu thú này á, mình giết nhiều, giết người nhiều á, giết người nhiều là có máu nhiều á, là mình lợi về sau, mình lợi rất giờ là lợi về sau luôn. Cỡ 3-4 chấm là mình cũng có đánh siêu thú được, mà lúc đó là mình lên 7-8 rồi mình vẫn chơi siêu thú được, tại máu nó nhiều rồi. Không, có thể lên lên 9 xây 5 tiền bỏ siêu thú luôn, quá đỉnh. Sujin cho mid four. Sujin cho má tư. Này 3 tiền. Cung mình cũng chưa biết làm cái gì. Quá hơi giật nha, hơi giật nha, pin nó cao quá. Phải mình vô được game là mình cũng hên rồi á, vô được game là mình cũng hên rồi. Úp ăn này được không? Bây giờ nó không cho biết gặp thằng nào kìa. À, úp cho gặp thằng này mới khó nè. Có Talon nó đâm đằng sau, Talon nó đâm đằng sau, Talon nó đâm đằng sau, nhờ Talon, nhờ lên cấp úp Talon vào. Tôi có giao diện nha, tôi có giao diện nha, nổ cái rồi. Nổ nhanh. Đó, ở chó thế này ai chơi lại thầy á? Ở đâu, tại cái form này, tại biết cái form này ngon á, cái form này đét máu ngon lắm mà. Trời ơi, phải chi con mít pho cái là tụi nó mệt.
có ngoại đạo nữa cơ. Có lỗi gì? Chắc chắn là chiếm lợi phẩm. Bảy à? Có nên lên 7 pha này không em nhỉ? Lên 7 có admin vào á. Okay. Cho anh em này luôn cái này cũng được. Cho nó cuồng đao luôn cũng được, bắn cho nó nhanh đó, bắn nhanh nó ra cái này. Chưa có chơi bán đi.
không biết thắng được không. Còn con cái con em này nè, nó sẽ sắn vô con Zenith không, Tà Long nó sắn vô Zenith là con mid4 của mình không bị gì hết đó, anh em thấy không? Bài này không lên chín thì bài nào, bài này không đánh 5 tiền thì bài nào đánh 5 tiền nữa nè, đúng không anh em thấy tôi nói không? Và bây giờ nè, có siêu thú đánh tới 4 chấm được luôn, tại vì nó có máu. Mình lên 8 ha, mình lên 8, mình không cần gon luôn, mình 8 không cần gon luôn, để lên 9 luôn được. Giờ mình giàu lắm rồi, mình có thể thắng, được 4 chấm tới 4.5 là ok. Cái bài này nó đỉnh lắm anh em à, cái bài nó đỉnh lắm. Thằng này level 6 đỉnh. Ôi gớt gớt gớt. Có thể là gớt, có thể là gớt. Có thể gớt thôi nha, chứ chưa chưa có thể. Có thể thôi nhưng mà chưa chắc là gớt. Thằng này còn ăn không nổi mình nữa. Ú mạnh quá. Phải chi là cái lỗi tiền kìa còn ác nữa. Phải chi là cái lỗi tiền mới ác. Mình dở mình nãy mình không gôn ta. Phải chi cái lỗi tiền mới ngon. Con hơi đen anh em ơi, con hơi đen. Con hơi đen. Mid4 không lên 2 được. Còn đúng một con nó lên 8, còn đúng một con mid4 thôi. Mình nói mình để lên 9 nha mà. Mà mình cứ cứ để lên 8 mình gon nha. Không này không lên. Không lên chính được là cay lắm luôn. Dở lỡ gon là phải gon luôn. Quên bán, làm lỗ một đồng, quên bán, quên bán.
Kiếm đồ tanh nha, lấy đồ tanh nha. Rồi mình chưa có đồ tanh á. Lấy cái này đi. Chúc, biết đâu chúc có cái giáp tanh. Chắc đi quá, chắc là không giữ được trăm máu rồi. Má giật rồi. Cái form mình cái kiểu đánh thường nó mạnh hơn chứ. Form mình cái kiểu đánh thường mạnh hơn chứ. Bốn ngu binh bài kích đẹp hệ ghê nhờ. Và thiếu linh vật à. Có linh vật lên chính à. Lên chính là mình sẽ bỏ mấy thằng này nè. Mình bỏ mấy thằng này nè. Bỏ hết mấy thằng này. Thay 5 tiền vào là đẹp. Tạm thời bị gì. Tạm về đi. Giờ không cần thằng này nữa nè. Nunu 2 sao à. Ê tôi thấy Nunu 2 sao đúng không? Nunu 2 sao, Ugot 2 sao. Nunu 2 sao, Ugot 2 sao, Gon ở level 6. Đẹp trai. Ê thằng này Gon ở level 6. Nunu 2 sao, Ugot 2 sao, Gon ở level 8. Mắt cấp 1 rồi. Cả cảm giác mắt cấp 1 á. Cảm giác mắt cấp 1 rồi đó. Cảm giác mắt cấp 1 rồi đó.
đường lên chính xây 5 tiền thôi. Bài này mình cũng không đánh ngoại đạo. Cũng đường lên chính xây 5 tiền thôi. Bây giờ cho thằng em này 2 sao luôn ta. Cho nó 2 sao luôn không? Để đỡ máu một tí không? Cho luôn 2 sao luôn. Cho 2 sao luôn. Nghĩ cho 2 sao là chính xác rồi. Xây 5 tiền. Đi luôn rồi, đi đúng không? Đi. À, đẹp trai đi à. Đẹp trai chịu không nổi thằng em này à. Thằng em này là cái gì? Xạ kích à. Xạ kích thân giáp mà ghê vậy ta. Có nghĩa là mình cho lấy cái này. Lấy cái này cho fit đồ. Hồi nãy là cái giáp ngon hơn rồi à. À mình có chiếm lợi phẩm, à có chiếm lợi phẩm hàng gì thằng này nó trâu nãy giờ. Ba nghe tôi này đâu có lên được 3 sao đâu anh em nhờ. Khóa lại đi, khóa lại đi. Hỏi nhà báo. Có ngoại đạo nè, có ngoại đạo nè, bỏ ngang này nè. Bài đẹp không Nam? Bài đúng đẹp rồi ha. Không cần thay đổi gì nhiều nữa đúng không? Không cần thay đổi gì nữa. Bài này đẹp rồi. Cho lên, cho lên. Đẹp trai nè. Này chó đỏ nè. Level 8. Level 8 hai con 5 tiền 2 sao. Đúng cho đỏ luôn, đúng chắc cho đỏ luôn. Ba hộ công mà vẫn thua đó. Ba hộ công mà vẫn thua đó. Ugot ra được nè. Lát quá.
Cho con Lulu lấy chai nước hả? Lulu 3 sao hả? Thằng này Lulu sắp 3 sao hả? Mà em cút rồi em à. Thầy có kèo 100k nè. Đi em nha. Ok. Thầy xin kèo bạn Hoàng Minh nha. Cho tôi con Nunu lấy chai nước.